vào đi, anh nhận tiền người ta rồi. Là cái đó là lần đầu của em là luôn. Là cái anh mà cứu em đó. Dạ đúng rồi. Sau cái lần đó xong, em quyết định là thôi mình lỡ hư rồi, mình cũng chưa có giúp được cho ba mẹ mình cái gì, hay là bây giờ mình thả theo đại đi, kiếm tiền rồi mình giúp, rồi sau này rồi mình ổn định công việc của mình sao. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Văn Tài. Hiện tại thì công việc của em là chuyên viên bar và makeup. Em đang làm việc tại Vĩnh Long ạ. Là em từ Vĩnh Long lên đây. Dạ đúng rồi. Anh nghe mọi người nói là em là hot TikToker đúng không? Dạ đúng rồi. Cho anh hỏi về câu chuyện tuổi thơ của Tài đi. Tuổi thơ của em thì em nghĩ nó cũng giống như những các bạn khác thôi. Nó chỉ thay đổi một số, đó là nếu như người ta bản năng là con trai hoặc là con gái thì bản năng của em là mang một cái giới tính là giới tính thứ ba. Như là người ta thì thường thích chơi búp bê này nọ, nhưng mà em không có thích chơi mấy cái đó. Em chỉ nhận biết là bản thân của em như vậy khi ba mẹ dẫn đi mua đồ ngoài chợ á. Thường thường cái phong cách mà mình lựa đồ á, như ba mẹ lựa siêu nhân này kia thì không có chịu, mà lựa hình mà có con gái này cũng không thích. Lựa như thế nào mà bặn vô nhìn nó sang, nó không ra nam mà nó cũng không ra nữ luôn. Là em mới thích. Dạ đúng rồi. Bây giờ người ta gọi là unisex á. Unisex. Dạ đúng rồi. Là từ xưa là em đã biết mình thích những cái đấy rồi. Dạ đúng rồi, từ nhỏ lắm, khoảng tầm mẫu giáo là biết rồi. Rồi khi mà bố mẹ thấy em chọn cái đó, bố mẹ có ý kiến gì không? Ngày xưa thì ba em thì với mẹ em thì nghĩ là tại vì nó còn nhỏ, coi như là cái sở thích của nó thôi, sau này lớn thì mình xem nó có như thay đổi như thế nào rồi mình dạy dỗ nó. Rồi lớn lên thì sao em? Lớn lên thì em thấy càng ngày thì nó càng hơn như vậy nữa. Bắt đầu vào năm cấp 2 thì bắt đầu là hiện tượng đó là make up nổi lên nè, là em bắt đầu make up. Em đi học hả? Dạ đúng rồi, make up đi học. Nhưng mà ngày xưa make up đi học thì nó nhạt nhẽo lắm, nó không có được sắc nét như là những cái chương trình của mình làm cho cô dâu hay là này nọ đâu. Mình làm đơn sơ thôi, mình cũng chập chững mình bước vào, đó là mình đam mê về make up. Nhưng mà em đi học ở đâu? Em đi học ở đâu? Make up thì khoảng tầm cỡ 2 năm trước thì em mới đi học thôi, và em học ở Gò Vấp. Từ hồi bé đó, em có nhận thức được là mình khác biệt quá không? Không phải gọi là khác biệt, mà là tại vì cái bản năng của em vẫn như một thằng con trai, vẫn có những cái quyết đoán ở trong mỗi câu chuyện của mình, như là giải quyết cái vấn đề gì thì cái bản năng con trai lại nổi lên. Nhưng mà thật sự khi mà nhúng tay vào thì em nghĩ cái bản năng là giới tính thứ ba nó cũng khá là tốt, bởi vì em vừa có cái sự bản chất là quyết đoán, cái thứ hai nữa là biết được cái sự mềm dịu để mà mình giải quyết cái công việc nó được ok hơn. Có bao giờ em phải come out với gia đình của em chưa? Gia đình em thì cái khó khăn trong come out á, mẹ em thì không cần come out, tại vì mẹ em đã nhìn nhận được con của mình mà. Còn ba em thì phải trải qua một thời gian cũng khoảng một năm mấy, tầm 2 năm thì em mới come out được với ba của mình, bởi vì nó rất là khó. Năm đấy là em bao nhiêu tuổi? Năm đấy là em lớp 9 thi lên lớp 10 á, là em bắt đầu là em come out. Em come out là come out với ba thôi, tại vì mẹ ở nhà thì hôm đó về là đi học về cũng có khóc rồi tâm sự. Em dự định là một cái bước ngoặt, đó là từ lớp 9 đến lớp 10 thì cũng đủ ở cái độ tuổi để mình come out với gia đình rồi. Thì khi đó thì ba em thì em mới nhờ mẹ là có khi nào, tại vì mẹ là cái người nằm chung với ba mỗi đêm, dễ tâm sự hơn. Còn em thì khó gần ba lắm, không biết tại sao, nhưng mà từ nhỏ tới bây giờ thì khi mà lại gần ba nói chuyện một hồi, coi như hai cha con nó bị giãn cách ra, nó không có được hòa hợp cho lắm. Em nhờ mẹ thì mới ban đầu thì ba không có đồng ý. Ba khó mẹ lắm. Nói với ba hả? Dạ. Ba nói là nó sẽ thay đổi mà, nó sẽ có vợ thôi. Nhưng mà em thấy đâu có đâu, em ba không có chấp nhận. Dạ. Rồi sau đấy em có phải về trực tiếp nói với ba của em? Em nói với ba, nhưng mà mọi cái việc á, nó vẫn xảy ra nó không có được suôn sẻ cho lắm. Ví dụ như là em đi học về, ăn uống đồ xong, rồi phụ giúp công việc nào cho ba mẹ được đó, em phụ giúp. Rồi em lại chui vào phòng, học bài này nọ các thứ thôi. Rồi tới chiều vậy đó, mới lủi thủi cái đầu ra ăn cơm. Có một hôm đó thì ba em là đang ăn, ba em ưa xỉn ngủ á. Rồi ba em mới nói một câu là ăn cơm đi. Cái em mấy gà em lấy tô em bới giùm ăn. Thì tại vì bản năng của em không có ăn thịt ăn cá được. Chứ gà, ăn cái gì? Em chỉ ăn gao với cay được thôi à. Em ăn thịt với cá không có được. Ba em nói là giới tính thứ ba nó cũng khác thường người thường, nó ăn uống khác quá. Giới tính thứ ba nó cũng khác thường người thường, nó ăn uống khác quá. Mình mang câu nói đó mình vô buồn mình khóc mình ấm ức. Nhưng mà ấm ức rồi cũng đâu có được gì đâu. Mình phải cố gắng mình chứng minh thôi. Học xong hết 12, lúc đó là ước mơ là thi vào tâm lý học, cũng ước mơ là vô nghệ thuật đó anh. Cũng về nói với ba mẹ, nhưng mà mẹ em nói là mẹ không có lo nổi. Hoàn cảnh gia đình em thì lúc đó cũng là thiếu nợ nữa. Mẹ em với ba em thì lúc đó đang ở đậu bên nhà bà nội, cho nên là em mới nghỉ học. Em không học nữa, em xin mẹ lên Sài Gòn làm. Em học xong lớp mấy em nghỉ ta? 12 anh. 12. Dạ. Lúc đó em tìm ở trên mạng công việc như phụ giúp quán ăn này nọ đó. Em ghi cái địa chỉ lại rồi em mới để ở trong ba lô á. Lúc đó là đi là trong người mẹ em chỉ còn có 800 thôi. Mẹ em cho em 700 là đi xe với lại lên đây luôn á. Là từ Vĩnh Long em lên đây luôn hả? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì vé xe hình như là có 115 ngàn à.
đi lên đây, đi tới bến xe miền Tây, cái em bị địa chỉ, điện thoại, là quần áo là em để trong ba lô là bị lấy hết luôn. Em đi vòng vòng cái bến xe, em mới mượn điện thoại của người ta em điện, nhưng mà người ta không cho, người ta tưởng, người ta sợ là em lừa gạt á. Rồi em đi bộ, lúc đó không biết đường đi, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn á, không có tiền luôn. Dạ không có tiền. Đi tới ngay chân cái đi dài vậy đó. Lúc đó là tại vì em đi buổi trưa, cho nên lên trên đây là khoảng tầm là 4 giờ rồi, mà bị lừa cái khoảng thời gian nữa thì ra cái thời gian mà em đi là khoảng tầm cỡ 5 giờ mấy 6 giờ. Cái ngay chân cái chỗ mà mấy cái quầy mà người ta ngồi mà người ta đợi xe buýt á, lúc đó là em ngồi đó em khóc đói nè, khát nè. Lúc đó thì may mắn là có được một cái phần ít nước thừa với lại bánh mì á chị. Người ta ăn người ta bỏ lại cái xe buýt đó. Mình dùng cái đó. Cái khoảng tầm tới 7 giờ tối, lúc đó là còn đeo cái đồng hồ bít tít màu đen á, cũng còn biết giờ, vòng vòng đi dọc theo cái bờ đó đi hoài luôn tại không biết đường mà, mỏi quá rồi. À, thấy cái chỗ đó có một cái công viên á chị, em mới vô đó em ngồi, em cũng khóc đó. Tới tối khoảng tầm 8 giờ, em may mắn em gặp được hai vị ân nhân mà có lẽ là em nhớ suốt cuộc đời luôn. Hai người này là kiểu đi tiệc về á, một anh này là sáng mắt nhưng mà chở một chị này là người mù. Hai người này đi đám tiệc về, ảnh mới gặp em ngồi chỗ đó. Anh hỏi là sao lại khóc, em mới kể cho anh nghe như vậy. Thì anh bảo là em là đồng hương, không ấy thôi về cơ sở của anh ngủ đi, rồi sáng mai có việc anh tìm việc cho làm. Em về cơ sở ở, thì tới sáng thì anh mới bảo là em ở lại làm đi, tại vì công việc ở đây mấy chị này bị khiếm thị á, em ở đây dẫn khách lên cho mấy chị đi, em ở lại làm. Khoảng 2 tuần sau công việc bắt đầu dẫn khách nó ổn định, thì em mới ưa có cái vụ là em ưa đem nước lên cho khách á. Cái em thấy là mấy chị làm mấy động tác á, cái em bắt chước. Cái bữa đó cái em mới nói vui thôi, em vừa nói chơi mà giống như là em cũng vừa muốn thử với công việc massage. Em mới nói với cái anh chủ đó, cái anh mà đưa em vô cái chỗ đó, em nói là anh ơi không mấy anh cho em lên làm massage thử đi. Em biết bấm nguyệt chút chút rồi, anh mới nằm xuống anh nói là vậy em lên em làm cho anh thử đi. Cái em bấm 2-3 cái thì nó vô nguyệt. Anh nói là thằng bé này nó massage được, để tao dạy cho. Rồi anh dạy cho em khoảng tầm tuần sau là em lên khách luôn á. Làm lên em làm luôn. Đấy là công việc đầu tiên của em ở Sài Gòn luôn. Đúng rồi. Rồi em gắn bó với nó lâu không Tài? Lúc đó thì làm khoảng tầm nửa năm, không tới 4 tháng à. 4 tháng đó em kiếm được một khoản kha khá, em gửi tiền về cho ba mẹ em cắt nhà. Một tháng anh đó anh trả em bao nhiêu? Không, em trong đó thì em làm cái đầu vé vào á, thì một vé như vậy là 200 ngàn. Nhưng mà em được 50. Anh đó được 150. Công việc này thì nhờ vào tiền bo. Cái thứ hai nữa là em làm công việc đó thì ở trong đó toàn là nữ, nhưng mà người khiếm thị không à. Riêng là em trong giới này thì có nhiều người trong giới này bắt đầu cái tiệm đó phất lên à. Người ta vào và người ta có hẹn riêng ra ngoài á. Cái nghề đó em tiếp xúc với nhiều người á, có những cái tình huống nào kiểu dở khóc dở cười? Dạ đương nhiên rồi, người ta nói massage là một cái, người ta dùng cái từ nôm na là massage trong sạch, massage gì cưng. Massage này mình không ngờ cái vị ân nhân của mình á, mình ngỡ là cái người đó là người ta sẽ thương mình giúp mình, nhưng không ngờ người đó là người ta bán mình. Cái tuần đầu tiên người ta cho em lên làm khách đó, buổi chiều hôm đó là có một cái anh nó vô, anh đó là một bác sĩ đang làm massage thì mọi chuyện nó cũng ok, cái xảy ra cái tình tiết mình không mong muốn. Lúc đó sợ chạy ra, nhưng mà ở ngoài là có cái anh đó đón đầu ngoài sẵn rồi, đi vào đi anh nhận tiền người ta rồi. Là cái đó là lần đầu của em là luôn. Là cái anh mà cứu em đó. Dạ đúng rồi. Sau cái lần đó xong, em quyết định là thôi mình lỡ hư rồi, mình cũng chưa có giúp được cho ba mẹ mình cái gì, hay là bây giờ mình thả theo đại đi, kiếm tiền rồi mình giúp, rồi sau này rồi mình ổn định công việc của mình sao. Xong cái đêm hôm đó qua tuần sau á, thì những cái người khách vô á, người ta có ngã giá và người ta trả tiền cho em để đi ra ngoài với người ta. Không phải là ai cũng quan hệ cái chuyện tình dục, mà là có nhiều người, người ta chỉ cần mình, người ta sống trong cái thế giới này á, có nhiều người, người ta làm công nhân viên chức, người ta phải kín á, người ta cần mình để tâm sự với người ta. Có nhiều người sẵn sàng bỏ ra cho em một đêm là 7 triệu, 8 triệu, có khi 10 triệu nữa. Vô không có làm gì hết trơn, vô chỉ cần ngồi nói chuyện tới sáng thôi. Mới ban đầu thì người ta lợi, người ta ngã giá với anh chủ trước, là ví dụ như độ tầm mở cửa là từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối, thì ba em đi chơi là khoảng tầm từ 6 giờ tối cho tới tới sáng đó. Sáng làm sao? Dạ đúng rồi, nhưng mà người ta chỉ tính cái mức độ là từ 6 giờ tới 11 giờ tối, cái giờ đóng cửa thôi. Thì giờ đó em nào được bao nhiêu khách thì anh ta phải trả bao nhiêu tiền cho cái chủ đó đó. Thì một suất như vậy là có 45 phút à, thì bắt đầu nó tính tiền thì nó lấy dần. Còn em thì em đi tới sáng thì người ta chở em về chỗ đó. Thì khoảng tầm 4 tháng thôi là em cắt nhà được cho mẹ rồi, cắt nhà được cho ba mẹ dọn ở riêng ok rồi. Nhưng mà ba mẹ điện lên, ba mẹ nói là còn thiếu tiền á, làm công việc này á thì nó quen cái mặt mình á, rồi khách nó không có chọn nữa. Em qua quận nhất em làm. Em làm khoảng tầm cỡ nửa năm nữa, cũng cái nghề đó luôn, nhưng mà có lẽ nó mạnh hơn. Nó mạnh đô hơn, cái số tiền kiếm được nó cũng nhiều hơn. Cho về ba mẹ em tậu giường đất này nọ, trả nợ. Xong khoảng thời gian đó em tính là em nghỉ rồi, nhưng mà lúc đó là gần nghỉ rồi, còn 2 ngày nữa là em nói với anh chủ là cho em về quê. Thì là em xin nghỉ luôn hả? Dạ. Cái em gặp một cái khách này, là cái người này người ta giúp đỡ em,
người ta thương em, người ta nghe em kể câu chuyện của mình á, người ta mới cho em tiền đi học make up. Em trở lại Gò Vấp em học. Bắt đầu thì em mới triển khai, em về Cần Thơ của mình đó, em học thêm móng mặt về da nè, rồi sau đó thì em mở tiệm. Tại sao em không bắt đầu cái công việc của mình ở thành phố Hồ Chí Minh, việc make up á, mà em lại quay về Vĩnh Long? Tại vì em thấy nó xô bồ quá. Cái ngưỡng cửa mà mình bắt đầu mình cảm nhận cái bản thân của mình không còn sạch nữa là ở cái mảnh đất này. Cho nên là em nghĩ là bây giờ tìm cái mảnh đất khác mình vun trồng lên đi. Rồi từ từ nếu như mà sau này cái mầm của mình nó tốt đó thì mình trở lại cũng không có muộn. Là em muốn trốn tránh khỏi những cái câu chuyện cũ đúng không? Dạ đúng rồi. Mỗi lần nhớ lại cảm thấy là giống như là mình lên mình có thể là mình dạy cho người ta những cái bài mà nó sạch, nó đẹp, nhưng mà thật sự cái bản thân của mình không ra gì hết. Tại vì ngay cái mảnh đất Sài Gòn này là bạn ấy đang không trong sạch rồi, nên bạn ấy muốn trở về một chỗ khác, người ta không biết về mình thì mình về ấy sống hơn. Dạ. Mà sao mặt em đỏ hơn hiện luôn. Tại em đang cái vi tinh chất á, vô em tái tạo cho da mặt đẹp. Dạ. Công việc make up của em nó có suôn sẻ không ta? Dạ cũng ok. Ở đó thì chủ yếu là em làm cô dâu đi dạ tiệc, cái thứ hai nữa là làm cho mấy chị doanh nhân mà đi nhận về mấy cái chứng nhận về mỹ phẩm rất là nhiều. Em mở spa. Dạ đúng rồi. Vẫn ở Vĩnh Long luôn. Dạ, phần ở Vĩnh Long luôn. Công việc em bây giờ chắc ổn định rồi đúng không? Dạ, công việc cũng ổn. Rồi cái sự nghiệp của em bây giờ nó khá thành công như vậy á. Dạ. Thì ba mẹ của em đối diện với cái vấn đề giới tính của em như thế nào? Có lẽ là từ khi mà em làm thì em cắt được nhà cho ba mẹ, thì lúc đó là ba em có cái nhìn thoáng hơn, thiện cảm hơn với em. Và đến hiện tại bây giờ thì ba em chấp nhận rồi. Dạ. Và chấp nhận một cách là có thể nói là ba em chấp nhận thuyết phục á. Tại vì ngày xưa ba em từng nhận xét em như thế nào thì ngày hôm nay thì những cái minh chứng đó nó được đáp trả lại hết. Thứ nhất em và em thành công. Dạ. Và em lo cho gia đình. Điều đó chứng minh là người LGBT hay là con trai gái bình thường đều xứng đáng. Dạ đúng rồi. Tại vì em vẫn giỏi như một người con trai gái bình thường. Em vẫn lo cho gia đình, em vẫn có hiếu. Dạ. Em thành công vậy thì chị nghĩ cái giới tính em như thế nào thì ba mẹ em cũng sẽ công nhận và yêu thương em. Câu chuyện tình yêu của em á, nó mối có... tình đầu. Mối tình đầu hả? Lúc mấy tuổi? Mối tình đầu của em thì nếu như mà gọi là cái chuyện quan hệ lần đầu á, là cái chuyện lúc nãy. Là còn... chuyện với anh bác sĩ. Bác sĩ. Dạ. Còn nếu như mà tình cảm lần đầu thì nó tình cảm thật sự đi. Lúc em còn đi học lớp 12 á, đầu năm 12. Dạ. Em có quen một cái anh đó, cái công việc của anh là chuyên chở vận hành rau cải, rau củ của mình á, lên các cái chợ đầu mối nè. Ngày xưa em ngu dại lắm. Em nhìn nhận và đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài á. Người ta từ ở cũng xa lắm, người ta lên người ta thăm em. Nhưng mà... xa là đâu cưng? Tiền Giang, Kiên Giang gì đó. Tiền Giang, Kiên Giang. Nhưng mà lên với một cái xe cà tàng á chị. Rồi lúc đó là em nhìn nhận, em đánh giá người ta. Anh đi xem ra hả? Dạ đúng rồi. Mà cái xe mà để chở rau củ thì anh mới bảo là em đừng có buồn. Vài bữa nữa anh sẽ mua chiếc ok hơn để lên đứa em đi chơi. Em nói là bây giờ anh lên đây anh còn chưa có gì, vài bữa nữa thì làm sao mà anh có. Rồi em nói như vậy rồi em về rồi em cắt đứt mọi liên lạc với người ta luôn. Lúc đó thì vài bữa sau thì em nghe tin anh. Đúng mà tại sao em cắt đứt liên lạc với người ta? Tại vì lúc đó em suy nghĩ không có tới chị. Em nói là bây giờ mình đã như vậy, hoàn cảnh mình đã vậy rồi, mình muốn tìm được một cái người nào đó để mà người ta giúp đỡ mình á. Hồi gặp người này nghèo quá. Dạ đúng rồi, lúc đó suy nghĩ ngu lắm, không có suy nghĩ biết được chuyện tình người đâu, ngu dữ lắm, ngu luôn. Đó là mối tình đầu của em. Mãn đi khoảng một thời gian. Lúc đó thì em làm việc ở trên Sài Gòn, em mới vừa về quê em học nghề á. Em có quen một cái anh đó là anh làm việc ở Cần Thơ. Quen nhau được 6 ngày, mọi chuyện tình cảm đều diễn ok hết. Những cái ước mơ, những cái định luật anh đưa vào câu chuyện rất là đẹp. Anh khơi gợi những cái bản vẽ rất là nhiều màu sắc. Nhưng mà cuối cùng 6 ngày sau anh ấy mất tiêu, mất tích luôn, không có liên lạc được. Anh ấy chặn Zalo, chặn Facebook, chặn số điện thoại, tất cả mọi thứ, không liên lạc được với anh ấy. Rồi anh ấy ra đi một cách im lặng. Cho chị hỏi này nè, tại sao em không nghĩ là hai người khổ đến với nhau, gầy dựng lên, thành công? Dạ. Nó có mà. Ban nãy Tài có nói là lúc đấy Tài còn quá nhỏ để suy nghĩ đến chuyện đó. Cái đầu nó trẻ lắm nhỉ. Nếu như mà hoàn cảnh khổ gặp khổ để mà cố gắng phấn đấu lên. Đó là cái hoàn cảnh mà em gặp ở mối tình thứ ba đó. Cái anh này ảnh ở Kiên Giang. Thì mới ban đầu quen nhau thì em mới vừa chơi TikTok khoảng tầm cỡ nửa năm mà. Thì ảnh có theo dõi clip của em á. Rồi ảnh thích, ảnh tìm cách nhắn tin. Mà em tức ở chỗ là tại sao mà cái nick của em không kiếm mà lại đi kiếm bên Facebook những cái bài mà người ta chia sẻ về mấy cái bài TikTok của em á. Ảnh bình luận vào đó thì em đâu có thấy đâu. Khoảng tầm cỡ thêm một tháng nữa, lúc đó thì qua bên tin nhắn á, thì em mới thấy là anh này nhắn tin cho em ở bên tin nhắn chờ ở bên Facebook á. Lúc đó em thấy cái hình đại diện này cũng ok nè, cũng đẹp, vô nhắn tin. Cũng mê trai đó. Mê trai đẹp. Dạ đúng rồi. Em nhắn tin với anh đó thì anh cũng kể cho em nghe là anh đã theo dõi em như vậy đó. Lúc đó thì ảnh
đang có một cái cuộc nhậu với lại bạn bè của anh ở Kiên Giang, nhưng mà thấy em chấp nhận kết bạn ở bên Facebook á, xong rồi kết bạn với Zalo, anh ấy bỏ cái anh cuộc bỏ nhậu đó, đúng rồi, về để điện thoại cho em. Thì mình cũng cảm thấy là anh cũng coi trọng mình, anh bỏ một cái những cái mối quan hệ quen biết của anh trước đây để mà anh về nói chuyện với mình, thì đâm ra là mình cũng có cảm tình. Quen nhau vài ngày anh nói là hoàn cảnh của anh thì bây giờ thì anh cũng chưa có gì trong tay hết. Thì em nói là không sao, em cũng đã từng đánh mất một cái tình cảm mà người ta đi từ con số 0 lên á, nên em trân trọng cái mối tình này, nếu như mà cố gắng thì em nghĩ sẽ thành công thôi. Tại vì hai người đến với nhau á, nó hợp, nó phức lên rất nhanh. Lần đầu tiên gặp em lừa, em bảo là 10 ngày nữa là sinh nhật của em rồi đó, nếu như anh thương em thật sự thì anh lên em chơi. Nhưng mà không phải sinh nhật. Không phải sinh nhật. Em nói xạo. À đúng rồi, 10 ngày sau anh lên thiệt. Anh lên đi chơi 2 ngày. Ngày đầu tiên thì anh chở em qua Đồng Tháp chơi, rồi ngày thứ hai thì chở qua Cần Thơ chơi. Mọi chuyện ok lắm, đẹp. Rồi anh ấy chở em về tiệm lại em làm. Anh ấy về dưới thì khoảng tầm 3 tuần nữa là tới Tết. Anh ấy mới bảo là em có muốn xuống nhà anh chơi không? Em nói có. Sáng ngày 30 là bắt đầu, ngày đó là em làm khách đó. 30 Tết hả cơ? 30 Tết em làm khách. Em làm khách từ 6 giờ rưỡi sáng, tại vì mở cửa sớm Tết mà, 6 giờ rưỡi mở cửa rồi, làm khách cho tới 10 giờ tối luôn. 9 giờ sáng ảnh qua thì ảnh mới ngồi đó, ảnh sắp chờ xếp em hả? Dạ, anh chờ em, ảnh nấu nướng rồi khi ảnh làm đầu bếp ở Wimber chị. Chắc chưa khi mà em và sư phụ của em làm nó mệt á, ảnh dọn đồ ăn ra rồi dùng với nhau gì đó. Rồi tới tối ảnh đợi em làm khách xong, tắm rửa này nọ, anh chở em đi coi bắn pháo hoa. Đẹp lắm. Xong đi pháo hoa đó thì ảnh muốn khách sạn ở. Rồi sáng mùng 1 anh chở em về dưới, em chơi 10 mùng luôn, không có về nhà luôn, mê trai đến mức độ vậy đó. Ở mùng 1 tới mùng 10 luôn. Rồi ở nhà anh đó. Ở nhà anh đó. Thì Tết năm đó thì ảnh về dưới, anh dắt em ra mắt toàn bộ mọi người trong nhà anh hết luôn. Anh ba, chị ba hay là tất cả mọi người anh dẫn tới nhà hết. Giống như ra mắt dâu. Đúng rồi. Ra mắt nàng dâu. Dạ. Nhà ảnh mở khu du lịch đảo. Cái hòn của ảnh là hòn Bờ Đập. Tết năm đó thì ảnh cho em ở trong nhà chơi tới mùng 3, mùng 4 là bắt đầu là rước khách vô á. Khách vô khu du lịch rất là nhiều. Em ra ngoài đó thì em phụ, em buôn bán nước rồi này kia nè, rồi em dẫn khách xuống tâm, em ghi mấy cái bill rồi này kia đó. Cũng hạnh phúc ha. Dạ, đẹp lắm. Hạnh phúc đơn sơ. Có nhiều khi làm á, có nhiều khi mấy ông khách mà ăn uống xỉn rượu mà lên nói chuyện với mình á, cái ông ghen á, cái ổng lại giống như là ổng đánh người ta vậy đó. Trời ơi. Vậy đó. Thì mình nghĩ người ta thương mình, người ta mới như vậy đúng không? Rồi được bao nhiêu lâu cưng? Chơi hết 10 ngày đó em về đem làm được 1 tháng nữa. Cái anh mới nói là em ơi, anh gần đi Mỹ rồi. Anh muốn đi qua bển nặng kiếm tiền, nặng lo cho tương lai của gia đình với lại đứa hai đứa mình nữa. Không mấy em xuống đây ở với anh 1 tháng đi, để qua bển anh đỡ phải nhớ này nọ. Em chưa đồng ý nữa là sáng hôm sau lên rước rồi. Xuống như ở hạnh phúc với nhau đang chớm nở khoảng được nửa tháng. Đó là em đang đăng cái bài TikTok lên á. Xui là điện thoại em nó hết pin. Em mới mượn điện thoại của anh đăng em xem cái lượt like với cái lượt comment như thế nào á. Bỗng nhiên trời bất dung gian. Có một cái dòng tin nhắn Zalo hiện về. Em kể cho anh chị nghe là lúc mà cái anh này anh come out với gia đình của ảnh á, là ba mẹ không có chấp nhận. Cho nên là ảnh mới ra Phú Quốc ảnh làm. Ảnh xin vào một cái chân là phụ bếp thôi. Rồi dần dần thì ảnh lên được bếp chính luôn. Thì ở ngoài đó thì ảnh có quen một cái người là một cái bạn boss đó. Hai người sống hạnh phúc với nhau. Trong thời gian mà gia đình anh này không chấp nhận thì bạn đó là san sẻ và chia sẻ với anh đó. Gần tới Tết cái anh này nè mới rủ cái anh này về ra mắt gia đình. Mà cái anh boss này không có chịu. Đâm ra là cái anh này nghĩ là vậy là bé này nó quen mình là nó đâu có nghĩ đến chuyện lâu dài đâu. Anh ta đang chán nản rồi bắt đầu anh ta nhắn tin cho em đó. Tức là bây giờ nếu mà suy nghĩ em chỉ là một người thay thế đang rạn nứt thì mới nhắn tin cho em. Rồi khi mà em ở bên cạnh vui vẻ hạnh phúc thì bên kia trở lại. Dạ đúng rồi. Rồi tình yêu người ta ngày xưa giờ mà người ta có nhiều kỷ niệm mà. Tình cũ không rủ cũng đến. Anh đó có follow TikTok em, có cái bạn Facebook luôn mà em không có biết. Ra đảo em mưa có selfie chụp hình chung với anh này á, em mưa đăng lên Facebook á. Khoảng tầm nửa tiếng sau anh bạn của em nè lướt Facebook á, thấy là anh chửi em không có cho đăng. Rồi sau đó em lên em tắt, em xóa đi. Mà không may là cái anh kia đã có xem rồi. Anh ta chụp màn hình lại á, rồi gửi qua bên Zalo thì hiện về là ai đây. Thì lúc đó em đọc xong rồi cái anh kia có trả lời là đây là thằng em của anh. Mà ông chưa kịp xóa. Ông chưa kịp xóa. Nói chung là hai người đang nhắn tin cái em mượn đó, đâm qua em mượn. Trời đó. Trời bất dung gian. Dạ. Rồi hình như cũng quên hay sao người đưa đó. Rồi xong cái em vô em thấy vậy cái em Dạ ông cũng không có nghĩ là điện thoại của ổng là em giữ. Dạ đúng rồi. Nhắn tin qua lại thì em đọc là anh đó bảo là em là một người em họ của ảnh. Em thích ảnh nhưng mà anh không có thích em. Xin chụp hình chung nhưng mà ảnh la hoài không có cho. Mới đăng anh kêu xóa. Cái em hỏi là sao kỳ vậy thì anh nói là anh xin lỗi. Tại vì anh không, dù cho mối tình cũ hay là mới gì, anh cũng không muốn khiến ai phải đau lòng hết. Anh muốn từ từ rồi để cho người đó sẽ nguôi ngoai anh thôi. Thì em cũng ok. Nếu mà anh nói gì thì ổn. Tại vì đâm ra anh có cái lòng thương người á.
Nhưng mà không phải, đó là một cái sự lựa chọn. Anh ta còn muốn chần chừ để có cái sự lựa chọn là xem bên nào ok hơn để mà anh ta quay về. Đấy là biểu hiện của sự lươn lẹo. Dạ đúng rồi. Anh đó đang dục lên trên bàn cân và ảnh cân, cái bên nào nặng hơn. Đúng rồi. Anh lấy bạc thì anh để lại, vàng thì anh bỏ vào túi. Dạ. Đúng không Tuân? Em không biết đâu, chị hỏi em có bao giờ như thế. Còn không là cái tình nghĩa bên kia quá nặng. Tiếp theo câu chuyện đó như thế nào? Đến cái ngày em gần khai trương cái tiệm của em á, em có điện em nói với ảnh là giả tỷ như còn 3 ngày nữa là tới ngày khai trương, em mời ảnh lên ăn uống với lại học viên trong tiệm đó. 2 ngày là ảnh lên mất tiêu rồi. Chưa tới ngày thứ 3 ảnh lên. Cái em mới hỏi là sao anh lên sớm. Anh bảo là anh nhớ nên lên thăm thôi. 30 phút sau, bạn của anh đó ở ngoài Phú Quốc á mới nhắn tin qua Facebook của em, bảo là anh đó đang lên thăm ông phải không. Thì em nói là sao không biết. Thì cái bạn đó mới bảo là anh đó mới ở dưới tôi nè, sẵn đường lên thăm ông thôi à, chứ không phải là từ dưới nhà mà lên ông đâu à. Mình cũng buồn, kiểu giống như mình chỉ là một cái người thay thế ở thời điểm đó. Cái thứ hai nữa là sẵn con đường đó mà người ta tìm đến mình. Ủa sao em không hỏi để em biết? Em hỏi anh đó không nói gì hết. Em hỏi sao thì nói anh xin lỗi. Vậy là cái câu chuyện nó cũng đúng như bạn kia kể rồi. Rồi, nhưng mà chị nghĩ anh đó cũng có tình cảm với em. Dạ. Mới sẵn đường lên thăm chứ nếu mà không có thương em, người ta đến bên kia xong ta đi về luôn. Cái bạn kia thì trong tình yêu bạn dùng cái biện pháp đó là bạn im lặng. Mà im lặng mà xoa dịu á. Giống như là bạn không nói lời chia tay, nhưng mà khi ở bên mình xảy ra cái việc gì á, là đâm ra là cái người an ủi là cái bạn bên này. Còn cái bản năng của em thì không được như vậy. Cái bản năng của em ghen lắm. Chị sẽ để anh đó tự chọn. Em có nghĩ đến cái vấn đề đó. Rồi sau đó thì ảnh ăn tiệc xong, ảnh về dưới, em cũng bình thường với ảnh à. 2-3 ngày sau anh nhắn tin bảo là anh hứa với em, anh từ bỏ tất cả để anh chọn em, anh không chọn mấy cái kia nữa đâu, em đừng có phải buồn này nọ. Sinh nhật em á, ảnh lên ảnh làm. Sinh nhật thật của em nha, ảnh lên ảnh làm. Ảnh nấu nướng ảnh bài trí ok hết, ảnh tặng quà phẩm này kia kia nọ. Sinh nhật thật à. Tại lúc đầu sinh nhật giả. Tại lúc đầu là sinh nhật ảo á. Rồi sau đó thì ảnh làm ảnh bài trí cho em, ảnh làm cho mọi người giống như là kiểu đây là người thương mình thiệt lòng vậy đó. Mãn đi mấy hôm sau là ở dưới là sinh nhật bạn kia, anh cũng đi ra Phú Quốc, anh cũng làm y chang cho người ta vậy á. Cái kết á là em tự rút lui hay sao? Em không rút lui, tự động anh đó anh nói, anh điện cho em, anh nói là anh xin lỗi em, anh thương em nhiều lắm, em có được những cái mà anh cần, cả về tình cảm lẫn tình dục em đều ok, nhưng mà anh xin lỗi, anh chọn người kia rồi. Ảnh ra đi em chỉ hỏi là tại sao thôi. Ảnh quăng vô mặt em một câu mà đến bây giờ em vẫn còn đau. Kể từ bây giờ á, em đừng có mặc định là một túp liều tranh hay quả tim vàng nữa. Không có đâu. Bây giờ là ai cũng cần tiền để sống hết á. Mình mà nghèo á, dù mình như thế nào đi chăng nữa người ta cũng không cần mình đâu. Cái gì cũng chấp nhận được, cái gì cũng có thể thông cảm được, nhưng câu nói này không thông cảm được. Dạ. Câu nói này rất là bạc. Anh đấy đưa bọn em lên bàn cân, anh đấy thấy bạn kia điều kiện tốt hơn. Điều kiện thì nói câu đó là, dạ. Là đó, là đưa lên bàn cân đó. Bạn nói đấy là không thể nào mà nghèo mà yêu nhau được, không thể nào một túp liều tranh mà hai quả tim vàng. Là rõ ràng là phải tiền bạc rồi. Đó dạ, thì dục lên bằng căn nãy chị nói đó. Bên bạc bên vàng thì cuối cùng chọn bên vàng. Đến bây giờ em không buồn nữa. Tại vì em nghĩ là chắc là kiếp trước mình thiếu nợ nhiều ít quá, cho nên kiếp này mình trả nó đi trả. Tới nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ mình bắt đầu, nếu như mà ở thời gian sau này mình gặp được người ok hơn thì sao? Có lẽ ông trời ông bày cho mình cái vị trí như vậy thì em không buồn nữa. À em, nhưng mà trước đó em với lại cái bạn tình yêu cũ của anh đó đó có liên lạc với nhau đó. À dạ có. Thì hiện tại bây giờ vẫn còn là bạn. Cái việc mà em biết cái anh đó đang đặt lên cái bàn cân á, mà em chấp nhận mình là một cái sự lựa chọn á, thì cái chuyện người ta không tôn trọng mình đối với anh nhá là cái việc đương nhiên. Dạ. Yeah. Tại vì trong tình yêu anh nghĩ là không nên để mình trở thành một cái sự lựa chọn của ai hết á. Yeah. Cái việc mà em tự đưa mình vào một cái sự lựa chọn á thì người ta đâu có tôn trọng em được. Đúng rồi. Mình có thể thông cảm với người ta thôi, là mình là người đứng sau. Dạ. Yeah. Nhưng nếu như người ta đến với mình, người ta sẽ chấm dứt với người cũ. Còn không, mình sẽ là người rút lui để cho người ta trăm năm hạnh phúc. Dạ. Yeah. Chị thấy em cũng đâu có phải là nghèo khổ gì đâu. Dạ. Yeah. Em cũng có tiệm, em cũng có, em có sự nghiệp, em có việc làm, em có tất cả mọi thứ cho em cũng rất ok, chứ phải là nghèo sơn nghèo sáng, nhưng mà ổng phải làm phải nói qua đó. Dạ. Yeah. Rồi Tài có dự định tương lai gì cho bản thân mình không? Tương lai của em thì hiện tại thì em vẫn tiếp tục làm công việc. Tương lai thứ hai, nếu như mà may mắn được sự giúp đỡ cũng như là mình có cái duyên với nghề á, thì em sẽ theo đuổi cái đam mê của mình. Cái lý do em làm TikTok là do em muốn được nổi tiếng và muốn được thể hiện bản thân. Dạ đúng rồi, tại vì em thích những cái mà giả tỷ như khi mà làm một chương trình á, giống như ngày xưa em có coi Ký Ức Miền Tây rồi nè, khi mà có lòng những cái tiếng nó vào, hoặc là đóng phim hoặc là hát gì đó, em rất là thích, đam mê cái đó nhiều lắm. Yeah. Rồi mà khi em mở spa, từ make up mở sang spa nó có gì khó khăn không ta? Cũng không khó khăn lắm. Tại vì chủ yếu là một cái số tiền mà em làm ở trên này em cũng có dành dụm riêng cho em một phần. Cái phần thứ hai nữa thì cũng có
Trong cái lúc mà em làm, tại vì em được nhận vào cái chỗ đó người ta dạy nghề mà vừa làm mà vừa học mà vừa làm á, là cũng có tiền luôn. Tức là sau khi em rành nghề ra thì em có một số vốn để em mở luôn. Dạ. Rồi hiện tại giờ em đang làm make up, đang làm spa luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi khi mà mọi thứ đang ổn như vậy ấy, em có ý định chuyển hướng nào mà theo đúng cái đam mê của mình? Nếu như mà có cơ hội được thực hiện cái đam mê của mình thì em từ bỏ tất cả cũng được. Cái yêu thích của mình là thứ nhất là mình không có bằng cấp gì để dấn thân vào nghệ thuật, chỉ có bằng cách là mình sử dụng những cái mạng xã hội để nhiều người biết tới mình thôi. Rồi bắt đầu nếu như mà may ra thì mình được nổi tiếng. Còn cái thứ hai nữa đó là khi mà muốn được vào showbiz thì em nghĩ phải cần một người giúp đỡ. Em chỉ cầu mong là nếu như tổ nghiệp thương và cho em được vào giới nghệ thuật á thì em sẽ cố gắng cống hiến hết mình. Nhưng mà chị khuyên em luôn, em đừng bỏ những thứ em đang có. Tại vì nghệ thuật không phải dễ dàng ai cũng có thể theo đuổi được. Theo đuổi đam mê thôi nha. Dạ. Còn sự nghiệp của em đang có, em phải giữ, em phải phát huy lên. Em có phải là một người bị kỳ thị không? Dạ có. Em ở cấp 2 đó là lúc đó mình chưa có quá nhiều về thông tin về những cái vấn đề về giới tính LGBT hoặc trong cộng đồng. Nên á, người ta kỳ thị mình bằng một cái cách là theo, gọi là kỳ thị theo những cái lời truyền miệng, những cái lời mà người ta biết được. Đúng rồi. Và đến khi bắt đầu cấp 3 và có được những thông tin, gọi là có rất nhiều những thông tin về cộng đồng rồi, thì họ bắt đầu kỳ thị theo cách là họ bác bỏ những cái thông tin đó. Dạ. Có nghĩa là ở mỗi thời điểm thì em đều có những cái gặp những cái vấn đề về cái việc kỳ thị giới tính. Dạ. Ở cấp 2 thì em cũng bị kỳ thị, ở cấp 3 cũng bị kỳ thị. Nhưng mà kiểu mỗi thời điểm thì nó sẽ có một cách khác nhau. Ví dụ như ở cấp 2 là em từng có một cái giai đoạn là em đi học. Và trong một cái lớp như vậy thì thường á, người ta hay nói câu là mấy đời bánh đúc bánh xương, mấy đời BD mà ưa bánh mèo. Dạ không? Thì mấy đời bóng gió mà ưa bánh mèo. Nó phải có dấu thanh. Em xin lỗi. Tại vì người ta hay nói nên là khi mà em học ở vào năm lớp tám là cái lúc đỉnh điểm là em và một bạn nữ có kiểu gọi là có lời qua tiếng lại với nhau và có cãi nhau, thì kiểu như là có xô xát, thì bạn đó thì có đem cái vòng ngọc á, hồi đó chắc cũng khá là mắc tiền á, thì kiểu như em với bạn có xô xát thì em lỡ xô bạn và đập vỡ cái vòng đó, thì sau đó em và bạn được mời xuống phòng giám thị. Thì từ cái khúc phòng giám thị là đã cho thấy, bắt chuẩn bị cho thấy được cái dấu hiệu là sự kỳ thị không chỉ của các bạn sinh viên mà có cả ngay thầy giáo và cô giáo nữa. Dạ. Là khi mà được trình bày về vấn đề hai bạn cãi nhau thì cả hai đều được trình bày, nhưng mà hình như em thấy là cái những cái gì mà bạn được bạn nói thì thầy cô nghe nhiều hơn là cái em nói. Và khi mà được mời lên thì bạn được mời phụ huynh lên để nói chuyện, còn riêng em thì không được mời phụ huynh lên nói chuyện. Anh xin phép, anh là người ngoài cuộc. Yeah. Nhưng mà anh chỉ muốn nói cái ý kiến của mình để cái sự việc nó trở nên nhẹ hơn một tí xíu. Yeah. Là có thể không phải do kỳ thị về giới tính của em, nhưng có thể thầy cô chỉ nghĩ đơn giản là khi một nam và một nữ đánh nhau thì bạn nữ là phải yếu. Đâm ra là thầy cô sẽ một cách tự nhiên là sẽ lắng nghe người phải yếu nhiều hơn là người nam. Có nghĩa là thay em và một bạn nam khác thì câu chuyện nó vẫn là như vậy. Theo anh nghĩ là như vậy thôi, cho nó tích cực. Còn nếu nói về kỳ thị thì mình đang không ở trong cái thời điểm mà bạn này đang chịu đựng nên mình không biết, nhưng mà anh nghĩ như vậy. Dạ. Cái ý anh Tuân cũng đúng một phần, nhưng mà sau này khi mình nhìn lại thì thấy rằng rõ ràng nó có sự kỳ thị trong đó. Có nghĩa là những cái người hùng trong cộng đồng, khi mà cái tiếng nói của mình nó lại không có trọng lượng trong cái trường hợp đó. Có nghĩa là khi trình bày hết tất cả mọi thứ thì bản thân của giáo viên nó cũng xác nhận rằng là cả hai người đều sai và không có ai là đúng cả. Tuy nhiên đến cái việc mà bắt đầu bị phạt thì chỉ có một mình em bị phạt. Và cái cách mà họ tiếp nhận cái thông tin từ em hay là từ bạn nữ cũng cho thấy được cái sự khác biệt. Có đó là đến thời điểm hiện tại khi mà em nhìn lại thì em mới thấy được cái điều đó. Chứ ở thời điểm đó thì em chỉ nghĩ đơn giản là thú thật là thời điểm đó là mình rất là sợ. Tại vì khi mà mình bị gọi là bị phạt hay là bị hành kiểm gì đó là mình rất là sợ luôn, nên là kiểu lúc đó mình chỉ đón nhận là đi phạt đi đâu đó thì mình cứ đi thôi, chứ mình cũng không dám cãi lại cái vấn đề đó. Nhưng mà đến thời điểm tại nhìn lại thì thấy là nó có sự khác biệt ngay lúc đó. Hiểu. Dạ. Và có những cái gọi là bên cạnh cái việc là cãi vã với bạn nữ đó, thì trong cái suốt cái thời gian học cấp 2 của em, bắt đầu lớp 6 và lớp 7 ở cái giai đoạn mình chuyển cấp, thì mình sẽ không có biết được, rất là mình rất là lạ những cái môi trường, thì em bị kỳ thị, em bị mọi người đối xử và trêu chọc về cái giới tính là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bị mọi người đối xử bằng cách là cứ mỗi một ngày đi học về, khi mà em ra lấy xe đi về thì cái bánh xe em nó đều bị slot hết. Ồ. Dạ vâng, cứ ngày nào cũng vậy.
Nhưng mà cái giai đoạn là em rất là kiểu còn gọi là mình chưa xác định được mình như thế nào và mình cũng còn nhỏ nên mình rất là sợ á, nên là mình cũng không dám chia sẻ, không nói với ai cả. Và em chịu đựng cái khoảng thời gian đó cũng khá là dài, chắc cũng khoảng 1 đến 2 tháng. Cứ ngày nào đi về phải đi bơm cái bánh xe lên. Và lại có nhiều tiền lắm ha. Thật ra là mình lúc đó là mình không có được cái điểm tựa nào cả. Và bản thân em lúc đó phải chịu đựng mà. Đến khi mà có một bạn nữ bạn với cái tay là bạn cứu em, có nghĩa là bạn phát hiện ra là một cái nhóm đó làm cái đó trong suốt một tháng mấy qua và bạn nói với em, thì khi đó em bắt đầu em và bạn cùng lên trình bày với giảng viên cô giáo, thì khi đó là bắt đầu em mới được gọi là buông bỏ cái đó. Một câu hỏi lớn, tiền ở đâu ra mà em bơm lốp xe trong gần 2 tháng trời? Thì hồi xưa đâu có nhiêu tiền đâu, thì cứ một ngày mình đi học xong mình chích nó ra. Rồi tiền đó em ăn hàng, mấy bạn này là ăn hàng đệ nhất luôn, là bánh tráng trộn xoài lắc. Cái thời điểm đó là chưa có bánh tráng trộn và chưa có xoài lắc luôn. Chứ em ăn cái gì? Bánh snack. Đó, tiền đâu mà vừa ăn bánh snack vừa bơm lốp xe, chỉ có thể là chai thôi. Anh đùa thôi. Thì có không? Tại vì nãy giờ chị nghe là những cái sự kiện thì em vấp phải là từ nữ, có chai, có cả chai. Vậy thì đã có bao giờ nó sẽ là những cái xung đột gì mà nó lớn như với những bạn nam? Những bạn nam thì thường á là các bạn sẽ trêu chọc và đùa giỡn nhiều hơn là xô xát. Tại vì em thấy là trong suốt cái thời gian học cấp 3, cấp 2, cấp 3 của em á, thì hầu như là các bạn nam những người bị bảo kê em. Dạ, cái lúc mà em bùng nổ nhất là lúc đó là các bạn bảo kê em, có nghĩa là các bạn biết được cái giới tính mình gì, mặc dù các bạn dở, các bạn đùa dở, nhưng mà cái kiểu bên cạnh đó các bạn cũng xem đâu đó mình một chút gì đó gọi là giống con gái. Dạ, nên là có cái vấn đề xảy ra là các bạn nam sẽ thường bảo kê và sẽ thật ra anh thấy như vậy nè, khi mà đi học á, mấy cái bà bóng lộ á, thường được bạn nam bảo kê nha, kiểu là đúng là càng nhẹ nhàng càng này nọ là người ta càng cưng. Còn mấy bà bóng gồng á là hay bị khui lắm, càng gồng là bọn nó càng khui đó mới mệt. Nên là cái khoảng thời gian đó là em trong lớp là có một cái bạn gọi là ngõ của lớp sẽ có một đứa đại ca. Đúng. Thì trong lớp là có cái bạn đại ca đó, có cái bạn đó là bạn đó cực kỳ gọi là cực kỳ quý em, có nghĩa là bên cạnh cái việc là chặt thì chặt nhưng mà bạn đó đâu đó vẫn bảo vệ cho em. Khi mà em bị những cái đứa lớp khác chặt đó là bạn đó đều ra tay. Vậy em có quý bạn đó không? Thú thật với chị là lúc đó là em có đơn phương. Cái khoảng thời gian cấp 2 là cái khoảng thời gian mà em đơn phương rất nhiều. Nếu mà cái người này không được đơn phương thì em có thể hiện cái điều đó ra với người đó. Hầu như là đơn phương nhưng mà người ta đều biết gì ạ? Ủa vậy hả? Đơn phương được chưa? Dạ. Nhưng mà người ta lại không đáp trả lại. Bố luôn hiểu không? Cái thời đó làm gì đủ trưởng thành và bản lĩnh để mà giữ cái cảm xúc cho mình. Hay là không, có lẽ không nói người đó đâu mà nói mẹ. Đúng rồi. Mẹ một vài chục người xung quanh người đó, đâm ra là ngày nào người ta đi tắm cái xì hồi xưa là em nhớ hồi xưa có những cái khoảnh khắc rất là đẹp, để bây giờ em vẫn nhớ là hồi xưa là em hay trong cái đội gọi là đội cờ đỏ sao đỏ của trường á, là hồi xưa hay có cái quyển sổ đầu bài ấy chị. Thì mình sẽ đi mình một đầu giờ mình sẽ đi phát, xong cuối giờ mình sẽ lấy về đó. Thì những cái người nào em cái anh nè anh đơn phương trong lớp á là em sẽ dành cái lớp đó đi phát, em dành cái lớp đó thì em đi gom sổ đầu bài đó về và cứ đi vô là em nói rồi, em bước vô đi mặc lên này nè, đi kiểu hoa hậu kiểu cắt quớt rồi xong kiểu như mỗi lần em đi vô là mọi người vỗ tay quá trời luôn, kiểu mọi người đùa á. Dạ, nên là mấy cái khoảnh khắc này em nhớ mà cũng chính vì những cái đó mà nó cũng giúp được một phần nào đó cho em cái việc là đỡ được cái sự kỳ thị của mọi người hơn. Nhưng mà đâu đó nó vẫn còn. Hầu như là mọi người sau những cái lần mà em gọi là em thể hiện cho mọi người thấy là cái sự của em làm nó sự là dễ thương hoặc là kiểu như gọi là trong một không khí gần gũi á, thì bắt đầu mọi người cảm thấy có cảm tình và mọi người cảm thấy mình dễ thương và mọi người tiếp xúc nhiều hơn. Chị thấy tính năng là em may mắn. Tại vì khi mà cái người trai thẳng biết một người thích mình thì thường họ sẽ xoay trở lại, họ sẽ không thích.
hoặc là họ sẽ có cả tới cái bước là bạo lực lên mình luôn à. Mà em thì bạn vẫn được, bạn nó bảo vệ. Thật ra theo anh nghĩ nó còn tùy vào cách mình thể hiện nữa. Ví dụ như là em thấy cái cách là mình rất là thích bạn, mình trân quý tình cảm đó và mình quyết định giữ một cái khoảng cách để mà bạn không phải khó chịu với tình cảm mình dành cho bạn, thì đâm ra người ta lại thấy mình là một người rất là can đảm và người ta lại quý trọng mình. Còn nếu mình cứ cương cước đó thì nó cũng hơi mệt. Không, em là phải sang trọng chứ. Em rất là tự tốn, có giá trị. Đúng rồi đó. Đến thời điểm tại cái bạn mà em vừa chia sẻ, em và bạn nó vẫn có liên lạc với nhau từ cấp 2, là từ lớp 8, lớp 9 cho đến hiện tại, vẫn hai đứa vẫn liên lạc với nhau. Cứ liên lạc đều đều đi em. Vẫn nói chuyện. Biết đâu bất ngờ. Không, cái này em xác nhận có nha. Có đó nha. Biết đâu bất ngờ trong tương lai đó nha. Rồi cho anh hỏi là khi mà em trải qua một cái tuổi thơ mà có may mắn được có bạn bảo kê ở trong trường, thì ở gia đình của em như thế nào? Anh nghĩ là cũng phải có một cái điểm tựa nào đó chứ không phải là bố mẹ thì cũng là một thành viên trong gia đình em. Giống như em có nói là ngay từ đầu là em hoàn toàn về cái vấn đề về giới tính là em không chia sẻ cho gia đình của em. Đến thời điểm hiện tại thì em cũng chỉ gọi là mé mé thôi chứ cũng không hẳn là chia sẻ hết về những cái vấn đề về giới tính. Dạ. Còn nói về cái giai đoạn mà ở cấp 2 và cấp 3 mà bên cạnh cái việc là ngoài mẹ và ba của em ra và có hai nữa, thì là ba người trong gia đình thì em không chia sẻ ra hết. Và cái người em chia sẻ thì lại là dì của em. Dì của em, dạ vâng, dì của em là cũng khá là lớn tuổi nhưng mà được cái giữ rất hiện đại. Và dì tìm hiểu hết những cái thông tin về cộng đồng lúc mà dì biết được bản thân của em như vậy, là dì tìm hiểu hết luôn. Xong sau đó dì là cái người đồng hành cùng với em qua từng cái ngõ ngách, từng cái hành trình trong cái việc giới tính của em. Cho anh xin phép hỏi là dì độc thân hay có gia đình? Dạ, dì có gia đình. Có nghĩa là dì có gia đình, dì phải lo cho gia đình của dì. Vâng. Mà vẫn bỏ thời gian để đồng hành cùng mẹ em. Dạ, thì... vâng. Anh không hiểu nhất là đương nhiên là thành viên trong gia đình sẽ yêu thương nhau, nhưng mà để dành thời gian để yêu thương một cái người mà không phải là hẳn là con ruột của mình á, thì dì phải có một tình cảm rất đặc biệt với em. Dạ, tại vì trong nguyên gia đình bên ngoài của em á, tất cả mọi người ai cũng thương yêu em á. Mặc dù có rất nhiều cháu luôn nhưng em là cái người đặc biệt nhất, là mọi người ai cũng thương yêu em hết. Ngay cả bà ngoại của em cũng dành tình cảm cho em. Chắc là do em quốc đẹp đó. lúc đó là em giống như em chia sẻ là từ nhỏ nó rất là giỏi về những cái công việc nhà. Mà ở dưới quê mà con cháu mà giỏi cái đó là được rất là được cưng chiều, nên là thường là em được mọi người rất là chiều. Dạ. Và dì sáu của em kiểu cũng dì sáu của em là cái người mà lo cho em từ lúc cấp 2 cho đến lúc cấp đến đại học luôn. Là dì sáu em sẽ lo cho em về những vấn đề học tập đó, và đặc biệt là dì sáu em là cái người đồng hành cùng em trong cái con đường nghệ thuật của em. Cho anh hỏi là em có một người anh trai được không? Dạ vâng. Thì khi em come out với gia đình á, thì em sẽ bớt một cái gánh nặng là gánh nặng nối dõi. Tại vì người anh trai đó có thể sẽ làm cái phần đấy cho em xem cười. Dạ là khi mà nói đến vấn đề anh trai của em thì em lại càng áp lực thêm. Tại vì anh hai em á là gọi là khi mà đi khám nghĩa vụ cũng như là đi khám sức khỏe thì bác sĩ cho có nói là sẽ rất là khó để có con, có là thể là bị hiếm. Dạ vâng. Nên là khi mà gia đình em biết được vấn đề đó thì lại đặt nặng với vấn đề của em hơn, em lại càng áp lực hơn. Dạ. Xong rồi có một cái khoảng thời gian mà kiểu như là em rất là gọi là áp lực về cái vấn đề đó. Nên là hẳn em có chia sẻ là có thời gian em từng suy nghĩ đến cái việc là em sẽ lấy vợ là ngay cái thời gian đó. Dạ. Nhưng sau đó may mắn rằng là điều kịp tích, phép màu đó xuất hiện thì anh hai em có vợ và cũng có con. Thì khi đó em bắt đầu giảm xuống và em bắt đầu nói là được gọi là thể hiện gì mình không. Tức là cái trong khoảng thời gian mà biết là anh hai không thể đẻ, không thể có con, thì em bắt đầu bị dồn mọi sự kỳ vọng vào và em rất là áp lực. Em đã có ý định là sẽ lấy vợ luôn. Tuy nhiên là tự nhiên may mắn đổ độ thì là anh em có con và em được sống chính với con người của mình. Khi đó em gặp áp lực hơn, em sẽ không có suy nghĩ nhiều đến cái việc là gia đình và ba mẹ của em. Vậy thì em đã trực tiếp hôm nào với bố mẹ luôn. Là em nghĩ là tất cả mọi thứ khi em làm từ ngoài trên gọi là khi về nhà hay là trên mạng xã hội, ba mẹ theo dõi, em nghĩ chắc ba mẹ đã biết hết được tất cả những cái điều đó. Nhưng mà để gọi là một lần nào đó để nói với ba mẹ thực sự là mình như thế nào thì em nghĩ là chưa. Tại vì thời điểm hiện tại thì ba mẹ của em vẫn chưa có ở chung với ba mẹ luôn.
Có nghĩa là từ lúc em 2016 cho đến thời điểm hiện tại là 7 năm thì chỉ có thể là gặp nhau được 1-2 lần. Tại vì ba mẹ em cũng đang đi làm xa và em cũng không có về quê thường xuyên. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ anh sẽ phép nói cái này là bố mẹ không phải là một cái nguồn động viên của em mà là gì em? Thì em có suy nghĩ đến cái việc là cái việc come out với bố mẹ nó còn quan trọng hay không khi mà bố mẹ không phải là người đồng hành với mình nữa? Dạ, em nghĩ là cái việc mà tại vì ba, bố và mẹ là những người sinh ra mình, là những người tạo ra mình. Thì em nghĩ cái việc mà biết trước hay biết sau thì bắt buộc ba mẹ phải biết, phải được biết và mình phải là người trực tiếp nói ra cái điều đó. Tại vì dù gì thì cái công ơn dưỡng dục và cái gọi là cái là chữ hiếu của mình vẫn phải có. Em biết rằng là khi mà em như vậy thì em đang nợ ba mẹ em một cái lời xin lỗi. Nên là em nghĩ là cái việc mà nói cơm ăn với ba mẹ em một cái lời chính thức em nghĩ là sẽ có. Theo cá nhân anh thấy cái việc mà mọi người nghĩ là cái việc mình là người trong cộng đồng á,